Ok rồi, xin chào các chị. Hôm nay chương trình rất là đặc biệt của đội nhóm GIF và chúng ta có một người dẫn dắt rất là tài tình, đó là anh Văn Phạm, và một trong những người khách mời rất là đặc biệt của chúng ta đó là chị dược sĩ Đoan Trang Đỗ. Xin mời anh chị. Hi, xin cảm ơn Kim Liên An Nguyễn. Xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn đội nhóm GIF toàn cầu. Xin chào các quý vị khách hàng và đối tác. Theo yêu cầu của nhiều anh chị em nhà phân phối cũng như khách hàng thì trong chương trình Facebook Live hôm nay Văn rất là vui. Được mời một người đồng nghiệp, một người em, một lãnh đạo tận tâm của đội nhóm GIF chúng ta, một người phụ nữ vui vẻ và xinh đẹp dễ mến, đó là dược sĩ Đoan Trang, sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kiến thức cần biết về hệ tiêu hóa và những sản phẩm hỗ trợ. Trước hết Văn cũng xin nhấn mạnh ở đây là sản phẩm của chúng tôi chỉ có mục tiêu là hỗ trợ chứ không phải là điều trị hoặc cũng không phải là thuốc chữa bệnh. Đây phải nói là một chủ đề rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Riêng cá nhân Văn đặc biệt quan tâm đến chủ đề này vì trước đây thì ba của mình bị bệnh trĩ mãn tính suốt mấy chục năm các anh chị, và cuối cùng thì ông bị ung thư đại tràng. Khi phát hiện ra thì đã di căn và không có cách nào cứu chữa được. Bản thân Văn thì vào năm 2010 đã từng bị chảy máu dạ dày một thời gian dài mà mình chủ quan không biết, cho nên là cuối cùng thì đã bị xuất huyết dạ dày, đã bị chết lâm sàng, tức là tim không đập và không thở nữa trong một ít phút. May mà được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời các anh chị. Và trong suốt 5 năm sau đó thì mình phải uống mỗi một buổi sáng một viên thuốc đặc trị rất là đắt tiền. Bác sĩ chuyên khoa nói là mình cần phải dùng cái viên thuốc này cho đến hết đời. Vậy mà từ năm 2015 khi mà mình khỏi hẳn, mình đã được khỏi hẳn bệnh này, trong cái phần chia sẻ sau đây thì cũng sẽ được nhắc đến cái sản phẩm mà mình đã dùng. Anh chị em chờ để tham khảo. Bây giờ Văn xin mời dược sĩ Đoan Trang sẽ chia sẻ một số kiến thức căn bản về bộ máy tiêu hóa của mỗi chúng ta nên tìm hiểu. Xin mời Đoan Trang em. Hello anh Văn, hello cả nhà. Xin lỗi tất cả các anh chị cho một cái sự cố technical sáng hôm nay ha. Cảm ơn anh cũng như là đa số các anh chị và các bạn đã biết Đoan Trang làm dược sĩ được trên 25 năm. Thì hôm nay Đoan Trang rất là vui được GIF tín nhiệm giao chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức cần biết về hệ tiêu hóa, những sản phẩm hỗ trợ. Trước hết nha, các anh chị chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về cái hệ thống tiêu hóa. Tiếng Anh nó gọi là digestive system. Thì cái bộ phận tiêu hóa bao gồm các bộ phận sau đây. Nó có là cái đường tiêu hóa đi dài xuống đó, tới từ bên trên tới xuống tới bên trong á, thì mình có gan nè, mình có tuyến tụy và tuyến mật. Nó dài tới 9 mét từ đầu đến cuối, không chỉ đơn giản là một phương tiện thẩm lọc những gì đưa vào bụng, mà cái chức năng của hệ thống này là giúp cho cơ thể tiêu hóa thức ăn bằng cách tiếp nhận, chuyển hóa và đào thải ra ngoài. Cái đường tiêu hóa của chúng ta đó là một phần quan trọng của hệ thống tiêu hóa. Nó cấu tạo, cái cấu tạo của đường tiêu hóa gồm một loạt các cơ quan rỗng. Nó tham gia vào một cái ống xoắn dài từ miệng đến hậu môn. Cụ thể là mình có miệng nè anh, môi, răng, má, lưỡi, tuyến nước bọt chiếm 98% nước. Và trong cái nước bọt đó có 2% là enzyme, mấy cái phân hủy tiêu hóa, mà nó còn giúp kích thích dạ dày, giải phóng enzyme tiêu hóa và sẵn sàng cho quá trình tiêu hóa. Và khi mà mình tiêu hóa đó anh, là trong cái quy trình mà mình nhai đó là nó chiếm 25%. Đó là lý do tại sao có nhiều khi đôi lúc chúng ta ăn nhanh, ăn vội mà chúng ta nhai không nhai kỹ đó, thì có nhiều khi cái mình bị đau bao tử là như vậy đó anh. Và sau đó thì cái thực quản của chúng ta sẽ tiếp nhận và chuyển xuống những cái thức ăn đó xuống cái dạ dày. Và dạ dày thì có cái công vụ là làm cho tiêu hóa, rồi sau đó được đưa vào ruột non, thì ở ruột non sẽ tiêu hóa và hấp thụ và đưa qua cái ruột già. Thì ruột già còn được gọi là đại tràng và trực tràng, thì ở trong đó là cái bổn phận, cái chức năng nó là để hấp thụ, và sau đó thì được đưa ra tới cái bên gọi là hậu môn và được thải những cái phân đó ra. Và đây là những cái đoạn xoắn, đoạn gấp, và cái đường dẫn đến nó liên hệ giữa những cái cơ quan này. Gan, mật, tụy là những cái tiết ra các chất giúp cho cái tiến trình tiêu hóa và chuyển hóa. Có một điều thú vị đó anh, là 95% cái hormone hạnh phúc serotonin, là cái hormone hạnh phúc á, đem lại cảm giác vui vẻ, được sản xuất ở tại ruột, nên hệ tiêu hóa đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sức khỏe.
Người ta thường có, ông bà mình thường có cái câu đó anh, là ví dụ giống như là cái đường, cái con đường gần nhất đi đến cái trái tim đó là thông qua dạ dày, anh đồng ý không? Tức là cũng như là ba mẹ thường dạy mấy cô đó là đường đi đến trái tim của mấy anh nhanh nhất đó là phải thông qua dạ dày. Hệ tiêu hóa được ví như là cái, một điều thú vị nữa là nó được ví giống như là bộ não thứ hai của con người, với số lượng tế bào thần kinh tương đương với hệ thống tủy sống. Người Việt Nam mình nó thường có cái câu nói về bụng ha, về cái cơ phận, cơ thể bụng mà nơi diễn ra rất là nhiều hoạt động tinh thần, chủ yếu người ta hay gọi là nghĩ bụng, tốt bụng, vừa lòng, phải lòng, hay là gọi là ghi lòng tạc dạ. Gọi bụng cũng như là gọi bụng cho cái, còn gọi là cái hệ tiêu hóa như là cái bảo, cái bộ não thứ hai. Do đó là 70% cái hệ thống miễn dịch đó anh nằm ở cái hệ tiêu hóa này. Điều đó có nghĩa rằng bất cứ thứ gì đi vào bụng đều sẽ bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe tổng thể của mình anh. Hồi nãy em có nói đó, cái con đường ngắn nhất đi vào tim á là thông qua dạ dày, nhưng mà cái con đường ngắn nhất mà ảnh hưởng đến tim cũng thông qua dạ dày, vì những cái gì mà đi vô bụng của mình ăn uống á, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình. Và đây cũng là cái tuyến phòng chống với rất là nhiều ký sinh trùng đó anh. Dạ. Wow, hay quá. Dược sĩ Đoàn Trang, hôm nay mình mới học được kiến thức mới. Trước đây mình cứ nghĩ là miệng chỉ để nói và hát thôi. Hôm nay mình biết là răng miệng cũng là thuộc vào cái hệ tiêu hóa. Và muốn chăm sóc hệ tiêu hóa tốt thì phải chăm sóc ngay từ miệng trở xuống. Và một điều nữa rất là lý thú các anh chị là dược sĩ Đoan Trang vừa có nói là cái hệ tiêu hóa của mình nó lại là cái não bộ thứ hai. Cho nên người Việt Nam mình hay có câu là tốt bụng nghĩ bụng hoặc là phải lòng. Cho nên bụng cũng hay suy nghĩ nhiều cho nên mới hay bị stress phải không anh chị? Ở phần trên thì Đoan Trang có nhắc đến cái từ enzyme, tức là cái đó là cái men tiêu hóa các anh chị nhé. Tiếng 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 Anh nó gọi enzyme mà nó là cái men tiêu hóa. Vậy thì Đoan Trang có thể chia sẻ rõ hơn về những cái nguyên nhân chính nào nó thường gây ra những cái bệnh về đường tiêu hóa? Dạ được thưa anh. Có một số nguyên nhân chủ yếu sau đó anh, là thí dụ mình ăn uống không được điều độ nè, thất thường nè, không khoa học, và nhất là ăn nhiều đồ, những như đồ có chất lượng đường lớn đó anh, rồi chất béo không Nhiều tốt. đường. Và em nghĩ đến cái câu chuyện như thế này. Có một cái ông chuyên gia ăn kiêng này, bữa đó làm một cái bài diễn thuyết, thì ông ta mới nói như thế này nè. Trong cuộc sống của chúng ta là có những cái thức ăn mà chúng ta ăn và nó hại vô cùng, nó hại đến sức khỏe của chúng ta mỗi ngày. Ví dụ giống như là thịt đỏ nè, thịt đỏ rất là nguy hiểm, nước uống cũng rất là nguy hiểm vì rất là nhiều vi khuẩn trong đó. Rau củ hỏa cũng có rất là nhiều hóa chất ở trong đó, rất là nguy hiểm. Thì ông ta mới nói có một cái thức ăn, có một cái thứ mà mà rất là nhiều người ăn mắc phải, đố ai biết, các anh chị có biết đó là cái thứ gì hay không? Thì có một cái ông này anh, ổng ngồi ngay đằng trước hàng ghế đó, ổng vội vàng giơ tay, ổng nói bánh cưới. Tức là cái câu chuyện vui này cho mình thấy có nhiều khi nghĩa bóng và nghĩa đen anh ha, thì nó nhiều hàm lượng đường và chất béo không tốt. Ngoài cái chế độ ăn uống thì việc lạm dụng các thuốc tây nha anh, thuốc tây y để điều trị cũng có thể gây nên những tác hại đến dạ dày, ruột, đại tràng, lâu dần khiến cho những cái bộ phận này bị tổn thương, phát bệnh. Những cái thuốc tây y, ví dụ giống như là thuốc kháng sinh, thuốc gọi là thuốc chống viêm đó anh, tiếng Anh gọi là NSAID, hoặc là mình hay bị căng thẳng, stress, áp lực, ô nhiễm ở môi trường sống, điều kiện an toàn về vệ sinh, về thực phẩm không có bảo đảm anh, và cái sức đề kháng lại bị kém. Rồi ngoài ra thì có những cái tác nhân nội sinh, giống như là trong cái vấn đề mà chuyển hóa thức ăn, hoặc là khi mà chúng ta tập gọi là tập thể dục vận động quá độ, thì nó có những cái nội sinh tác nhân gây ảnh hưởng đến cơ thể và hệ tiêu hóa của mình. Lối sống thiếu khoa học anh, ít tập luyện thể thao, ngủ trễ, không nghỉ ngơi hợp lý. Biến đổi chủ yếu ở hệ tiêu hóa của người cao tuổi là giảm khối lượng dạ dày nữa anh, rồi chứa được ít thức ăn, ruột có hiện tượng teo nhỏ, cơ thành bụng và các dây chằng giữa các phủ tạng bị suy yếu. Vì vậy bụng thường bị xệ xuống, các nội tạng thường bị xa,
số lượng cũng như hoạt lực của các men tiêu hóa giảm đi, nhất là ở tuổi từ 60 trở lên ha các anh ha. Ở tuổi 60 cái vi toan tiết ra chỉ bằng có cỡ chừng 4 cho tới 50% của người trẻ tuổi. Những cái động dạ dày này và cái ruột cũng như cái hoạt động của dạ dày và ruột nó bị giảm đi, khả năng hấp thụ thức ăn và tiêu hóa các chất cũng bị giảm nhiều. Những biến đổi này có thể là nhân tố dễ dẫn đến viêm dạ dày ở người già, mà mình thường gặp cái hiện tượng dạ dày kết nở to, mà đó là tạo nên lý do tại sao mà rất là nhiều người bị táo bón đó anh, và không chỉ người trẻ không mà người già cũng bị táo bón nhưng mà nhiều hơn anh. Dạ. Tức là trên 60 tuổi rồi thì cái sự co bóp của cái hệ tiêu hóa của dạ dày nó sẽ giảm đi, và những cái men tiêu hóa nó cũng giảm đi. Chính vì vậy cho nên là nó xảy ra cái tình trạng là hay bị táo bón, đúng rồi. Mới những nguyên nhân mà dược sĩ Đoan Trang mới nêu ra ở trên, không những là bản thân Văn và rất nhiều người cũng chủ quan cho nên mình hay mắc phải những cái bệnh đường ruột, là đúng rồi. Vậy thì Đoan Trang có thể giải thích rõ hơn những căn bệnh về đường tiêu hóa thường gặp là những bệnh gì? Dạ vâng, thưa anh và các bạn, bệnh đường tiêu hóa là những cái bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp lên những cái cơ quan của đường tiêu hóa. Một số bệnh đường tiêu hóa chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn và có thể được khắc phục ngay tại nhà nếu mà mình sớm phát hiện nó và điều chỉnh và hỗ trợ. Các bệnh còn lại là mãn tính, có thể dẫn tới ung thư nè, nếu như mà mình không nhận biết và kịp thời điều trị, giống như ba anh Văn chẳng hạn. Dạ. Có đến 40% ha, có đến ít nhất là 40% đó anh, người trong chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề tiêu hóa phổ biến hàng ngày này. Nếu mà mình không chú ý đến chế độ ăn uống và duy trì thói quen sống lành mạnh, mình có thể có cái nguy cơ mắc phải một số căn bệnh về đường tiêu hóa đó anh. Dạ. Vậy thì đối với đa số những người bình thường như là Văn hoặc đa số anh chị em khác ở đây, thì làm thế nào để mình nhận biết được rằng là mình đang bị bệnh hoặc là có vấn đề rắc rối về đường tiêu hóa? Dạ, xin nêu một số trường hợp như sau anh ha. Ví dụ như là trường hợp thứ nhất, nếu mà mình cảm thấy mình bị nóng rát ở cái ngực, rồi mình bị khó thở, rồi mình ho khan, rồi mình buồn nôn, rồi mình khó nuốt thức ăn, thì đó là cái hiện tượng là giống như mình bị trào ngược cái axit chua lên miệng, rồi có nhiều khi mình bị cái mùi hôi, cái hơi thở của mình nó bị có mùi hôi, hoặc là có nhiều khi mình đau ở cái ngực hoặc là cái phần trên ở cái bụng, xuất hiện các vấn đề về đường hô hấp như là mình ho, mình khó thở, mình thở gấp đó anh. Đó có nghĩa là mình đang bị trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một cái bệnh tiêu hóa mãn tính thường gặp nhất và gây ra cái chứng ợ nóng hay khó tiêu đó anh. Và cái trường hợp thứ hai, ví dụ giống như là nếu mà mình có những triệu chứng sau như sau anh ha, ví dụ là nóng cũng y như vậy, nó đau nóng rát. Nhưng mà ở đây là nó từ cái rốn mà nó lên tới cái xương ức, từ vài phút cho đến vài giờ. Khi mà cái bao tử của mình nó trống rỗng thì nó đau hơn và nó sẽ biến mất, và sau đó nó trở lại trong một vài ngày hoặc là một vài tuần. Như vậy là có thể là bạn đang bị viêm loét dạ dày tá tràng, gọi là stomach ha. Nguyên nhân của hầu hết các vết loét là cái vi khuẩn thì đó anh, tiếng Anh nó gọi là H. pylori, ở Việt Nam hoặc là những vùng khác có thể gọi là HP anh ha. Cái con vi khuẩn này đó anh, nó nằm ở trong cái tá tràng của mình, là có thể nói là trên 500 phần, có thể nói ít nhất là 50% dân số hoặc hơn đó là mình có cái con vi khuẩn này nằm trong người. Nhưng mà khi mình cơ thể mình bị mất quân bình đó anh, thì cái con vi khuẩn này nó sẽ làm việc. Thành ra có nghĩa là không phải là ai cũng bị loét bao tử nha các anh chị. Nhưng mà có đôi lúc khi mà mình mất quân bình thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cái con vi khuẩn này ra nó sống và nó nhân lên trong cái lớp niêm mạc bao phủ và bảo vệ các mô đường dạ dày và ruột non. Đôi khi nó có thể phá vỡ các lớp niêm mạc và nó viêm cái mạc dạ dày đó anh, hoặc tá tràng tạo ra những cái lỗ loét. Ngoài ra một số yếu tố mà nguy cơ gây bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau, là thuốc chống viêm, thuốc aspirin, những người hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia, căng thẳng và stress. Anh biết nói như thế này có nhiều người nói, ủa tại sao bài nào cũng nghe nói về hút thuốc lá và sử dụng nhiều rượu bia ảnh hưởng đến thế. Từ từ, Đoan Trang có thể dừng lại chỗ này một phút này để cho các anh chị em nào mà có thân nhân đang thường xuyên mà sử dụng thuốc lá nhé,
hoặc là đang dùng những cái loại thuốc giảm đau, những cái loại thuốc mà an thần nặng đấy, rồi mình sử dụng bia rượu hoặc là bị căng thẳng stress nhiều thì ghi lại, mình xin ghi lại để chia sẻ cho những người đó. Xin mời Đoan Trang tiếp tục. Và khi mà mình bị những cái triệu chứng sau đây đó anh, ví dụ giống như là đau bụng, tiêu chảy, phân nhầy và có máu, mình mệt mỏi, mình xuống cơn, mình chán ăn và sốt, đau khớp hoặc là đau nhức toàn thân, đó là cái hiện gọi là cái hiện tượng suy nhược cơ thể, mất nước, có nghĩa là mình đang bị viêm đại tràng mãn tính đó anh. Nguyên nhân thường là do rối loạn chức năng của cái hệ miễn dịch. Khi mình chống lại cái virus, giống như có những lúc em đã chia sẻ đó, khi mà cái virus đó, nó hoặc là vi khuẩn nó xâm nhập cái cơ thể mình, thì cái hệ miễn dịch của mình á, nó cũng như tự nhiên nó sẽ tấn công lại những cái con virus và vi khuẩn này. Nhưng mà có đôi lúc nó rất là gọi là hăng say và nó chống luôn cả những cái tế bào của hệ tiêu hóa, và từ đó nó tạo ra các vết loét ở ruột già hoặc là đại tràng, và những cái sự kích ứng từ những cái chất dịch giúp phân giải những cái thức ăn có thể dẫn đến những cái vết loa cái vết mà nó loét lan rộng đó anh. Và trường hợp thứ tư, nếu như mà mình có những cái triệu chứng của cái cơn đau rất là ê ẩm vùng quanh rốn, và sau khoảng 6 tiếng tập trung ở cái hố trọng bên phải đó anh, mà nó cứ đau âm ỉ và nó tăng lên khi mà mình sờ ấn, mà mình bị sốt cao nữa, có nghĩa là mình đang bị một cái chứng gọi là một cái triệu chứng rất là trầm trọng, đó là viêm ruột thừa. Và đây là những cái triệu chứng mà mình cần phải đi đến bác sĩ ngay ha các anh và các chị. Và cái trường hợp tiếp theo đó là nếu như mà mình bị cái triệu chứng như đau bụng nè, khó tiêu, nôn, tiêu chảy, thì có khả năng là mình bị rối loạn tiêu hóa ha. Thì có đôi lúc mình ăn uống mình không có để ý đó. Thì em thì có đôi lúc mình không để ý và mình không biết lý do tại sao mình bị ha, giống như mình uống sữa bị hư. Cái màn hình anh ok không? Thì cũng trong lúc chờ anh Văn thì mình cũng muốn kể câu chuyện vui cho các anh chị ha. Thì có một cái bà này bị đau bụng và bà đến gặp ông bác sĩ, và bà mới phàn nàn là bụng của bà bị đau quá. Thì bác sĩ hỏi tối qua bà ăn gì, thì bà ta mới bảo rằng là tôi ăn hàu. Thì bác sĩ hỏi vậy thì hàu tươi hay là hàu có tươi hay không. Cái bà mới hỏi ủa làm sao tôi biết hàu tươi hay không. Bác sĩ nói ô thì bà cứ mở nó ra, thì khi mà bà mở cái hàu ra bà phải biết hàu tươi hay sao hay không tươi. Bà nói ô vậy thì tôi phải mở con hàu ra. Thì đó là có nhiều khi đôi lúc chúng ta ăn mà chúng ta không để ý ha các anh chị ha. Và cái triệu chứng của kế đến đó là mình có cái triệu chứng của bệnh viêm tụy cấp, thường gặp là bệnh là lúc này là cái bệnh nhân đau liên tục, đau nhói khắp bụng, và mình thay đổi các tư thế đó anh vẫn không có giảm đau. Thì thường những cái triệu chứng này thường nhận thấy sau một cái bữa cơm thịnh soạn với nhiều rượu nè. Bệnh Người bệnh gặp nhiều ở trong cái những người mà bị cái trạng thái béo đó anh, hoặc là hay ăn nhậu nhiều. Và kế đến đó là cái bệnh sỏi túi mật, triệu chứng là đau dưới sườn bên phải hoặc đôi khi ở lưng hoặc bả vai, đau sau khi ăn thức ăn có dầu mỡ, buồn nôn và đôi khi ói mửa. Trong trường hợp nặng, ống dẫn mật chính nó bị tắc đó anh, xuất hiện các triệu chứng giống như là vàng da, phân màu đất sét, sốt, buồn nôn. Đây là những dấu hiệu rất là nghiêm trọng và là trường hợp khẩn cấp cần tìm đến bác sĩ ngay. Và kế đến là bệnh, nó gọi là bệnh celiac. Bệnh celiac này hay còn gọi là cái bệnh mình bị nhạy cảm với là cái chất gluten. Nó là một cái chất gọi là chất đạm, hoặc là cái bệnh mà nó không dung nạp cái chất gluten có trong nhiều loại bột, ngũ cốc như lúa mạch, lúa mì, yến mạch. Bệnh dị ứng này ảnh hưởng chủ yếu ở ruột non, triệu chứng là tiêu chảy, sụt cân, đầy hơi, phình bụng hoặc đau bụng, loét miệng, mệt mỏi, yếu người, xanh xao, phát ban hay là cái chuột rút ở cơ đó anh. Và em được biết đó là đây là một cái tình trạng cũng khá gọi là bây giờ rất là thống kê cho thấy ở Việt Nam cũng rất là nhiều người mắc cái bệnh này. Và kế đến là bệnh Crohn. Bệnh Crohn là cái viêm ruột nó ở từng vùng đó anh, là một cái tình trạng viêm mãn tính ở đường ruột. Bệnh Crohn thường ảnh hưởng ở cả cái ruột non,
ruột già, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào của đường tiêu hóa từ miệng đến ruột. Đến ruột kết, bệnh này còn có thể gây ra triệu chứng giống như là sốt, mệt mỏi, tiêu chảy, đau bụng dưới, có máu trong phân, chán ăn, sụt cân. Và bệnh Crohn anh có thể nói có đôi lúc cũng rất là khó để cái phòng ngừa cái bệnh này, nhưng mà tuy nhiên mình có thể làm giảm cái nguy cơ bằng cách hạn chế những cái chất ăn béo, rồi mình chia nhỏ nhiều bữa ăn, và mình kiểm soát stress, và mình dùng những cái dòng sản phẩm hỗ trợ và thư giãn và vận động ha anh ha. Và một cái nữa là cái hội chứng ruột kích thích, nó thường có những cái triệu chứng đầy hơi, đau bụng, táo bón, tiêu chảy, hoặc là cả hai, tức là đôi lúc mình bị táo bón rồi đôi lúc mình bị tiêu chảy thất thường. Rồi một cái bệnh kế là bệnh táo bón, cái này có thể nói là rất là nhiều người gặp nhiều phải, không chỉ nhiều những người lớn tuổi không. Có nghĩa là khi mà mình đi tiêu rất là khó khăn, hoặc là mình đi tiêu ít thường xuyên hơn là bình thường. Số lần mình đi tiêu của mỗi người là nó sẽ khác nhau, nhưng mà tuy nhiên nếu hơn một tuần mà mình vẫn chưa đi tiêu thì đó có thể là cái dấu hiệu của bệnh táo bón, hoặc là ít nhất 3 lần một tuần mà mình không đi tiêu, đó là cái dấu hiệu của bệnh táo bón. Thì thường thường á, mình có những cái cơn quặn, nó gọi là trong những cái trường hợp mà nghiêm trọng trọng anh, nó có thể rất là đau trong bụng, mà nó tạo áp lực cho mình khi đi tiêu, hoặc là chất thải của mình nó cứng hoặc nó nhỏ, và chất thải đi ra rất là khó khăn và cảm giác rất là đầy bụng. Và kế đến, và có thể nói là bệnh trĩ, rất là nhiều người cũng gặp phải, thì thường thường á, em hay nói đó là cái bệnh táo bệnh trĩ nó cũng giống, nó giống như là tri kỷ của bệnh táo bón. Tại vì khi mà nó là hậu quả của cái việc mà mình dùng quá nhiều sức trong cái áp lực khi mình đi tiêu, thì nó tạo áp lực trên những cái tĩnh mạch hậu môn á anh, thì nó là mà đưa đến vì những cái bị cái táo bón thường xuyên. Thì cái áp lực gia tăng này lên, áp lực tăng lên này khiến cho các tĩnh mạch bị ứ động máu, làm cho người bệnh khó chịu và đau, đặc biệt là khi ngồi, là khi họ đi họ ngồi hay là họ đi đại tiện. Cái triệu chứng mà mình thường gặp ở đây đó anh là họ hay ngứa ở hậu môn, họ chảy máu khi họ đi đại tiện, và có thể là một cái khối rất mềm ở cái ở rìa ở bên ngoài cái hậu môn đó anh. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Đoàn Trang xin dừng lại ở đây, tại vì vừa rồi dược sĩ kể một loạt như vậy, có tới mười mấy cái căn bệnh về đường tiêu hóa phải nói rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay mình mới được một lần là thống kê hết, thưa các anh chị và các bạn. Nếu mà mình tiếp tục nghe nữa thì mình thấy sợ quá. Tóm lại là chúng ta có khoảng độ 12 cái bệnh chủ yếu về đường tiêu hóa các anh chị. Nhưng mà vấn đề ở đây là dược sĩ Đoan Trang có thể tư vấn cho chúng ta là mình làm như thế nào để mình chủ động mà để hỗ trợ những cái rắc rối này. Dạ, vâng. Chính xác là như vậy anh. Chúng ta có một số sản phẩm hỗ trợ rất là hiệu quả. Thưa với các anh chị và các bạn nha, thì giống như ở trên Đoan Trang có chia sẻ là hơn 70% hệ miễn nhiễm của mình là nằm ở cái hệ tiêu hóa. Thức ăn nè, ô nhiễm môi trường nè, ăn uống không đảm bảo vệ sinh nè, không đủ chất, rồi mình sinh hoạt không lành mạnh, mình ít hoạt động, căng thẳng rất là nhiều, và áp lực trong cuộc sống nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của mình. Cái năm mà 2008 đó, một số nước châu Âu họ đã tiến hành cái chương trình nghiên cứu sự biến đổi của gen của hệ ruột đó, và người ta để người ta tìm hiểu thêm về cái loại vi khuẩn này, thì người ta mới thấy là ước tính lên tới ở trong cơ thể mình á, trong cái hệ miễn nhiễm, cái hệ thống tiêu hóa của mình có trên cả 100 tỷ vi khuẩn, tức là nó gấp 10 lần cái số tế bào trong cơ thể của mình. Thì những nếu như mà cái sự cân bằng của cái lợi khuẩn và cái khuẩn hại đó anh, nó không có cân bằng là nó sẽ gây nên rất là nhiều cái vấn đề tiêu hóa. Thành ra chúng ta cần có những cái sản phẩm có thể giải quyết hai cái vấn đề chính ở đây đó anh. Cái vấn đề thứ nhất là mình giống như em vừa nêu ra đó, là cái sự mất cân bằng, là cái do cái sự mất cân bằng giữa các lợi khuẩn và vi khuẩn có hại trong hệ thống tiêu hóa của mình. Ví dụ chúng ta cần nhiều hơn các loại vi khuẩn ký sinh trùng có lợi. Và cái vấn đề thứ hai là cái mất cân bằng khả năng miễn nhiễm trong cái hệ thống tiêu hóa, và cái sự lão hóa của cái hệ tiêu hóa theo thời gian. Giống như hồi nãy em có nói, khi mà cái cơ thể mình đáp trả lại với cái vi khuẩn mà xâm lăng cái cơ thể, có nhiều khi cái hệ thống mình làm việc quá sức,
quá cũng như quá hăng say thì sẽ vô tình làm gây ảnh hưởng đến những cái tế bào trong cái hệ tiêu hóa. Và cái đầu tiên, cái sản phẩm mà em rất là gọi là ấn tượng đó là cái Probio CC. Đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt và quan trọng. Nó hỗ trợ hệ thống tiêu hóa mà mọi gia đình nên có. Lý do tại sao? Vì cái Pharmanex, công ty Pharmanex sử dụng một cái chủng loại lợi khuẩn hoàn toàn độc quyền, được chứng minh lâm sàng để khuyến khích sự tăng sinh của vi khuẩn sinh học khỏe mạnh ở ruột già. Do đó nó giúp củng cố cái hệ thống phòng thủ bảo vệ tiêu hóa tự nhiên của mình. Đây là một chủng vi sinh học tốt rất là mạnh mẽ và nó có thể tồn tại ngay trong cả cái môi trường acid rất là phức tạp. Vì chúng ta biết ở trong cái đường ruột của chúng ta là có đôi lúc cái acid nó là 1 với 2, hoặc có đôi lúc trong cái lúc mà mình ăn và sau đó thì nó là 3 và cỡ 4 ha sau khi ăn. Thành ra cái môi trường này nó rất có thể nói là rất là phức tạp. Và do đó đây là một cái sản phẩm có một cái công nghệ độc đáo bảo đảm có thể cung cấp đến 2 tỷ lợi khuẩn sống nha các anh chị, trong một viên nang hơn bất kỳ những sản phẩm nào khác. Tại vì nếu như mà cái viên nang đó, những cái con vi khuẩn lợi vi khuẩn đó không còn sống, không tồn tại theo cái đát ở trên cái hộp, là cái hộp của chúng ta sẽ không có hiệu nghiệm, cái viên đó sẽ không có hiệu nghiệm tác dụng. Cái loại lợi khuẩn này sẽ hoạt động rất là tích cực để kiểm soát cái sự ổn định của môi trường trong hệ tiêu hóa của ruột già mình. Và không những thế, chúng còn ngăn ngừa cái sự phát triển của các loại vi khuẩn ký sinh xấu. Đây cũng giống như những cái vi khuẩn lợi này, họ cũng giống như là những gã ăn mày, giống như là những cái gọi là gã ăn mày khai bang, em thường cũng như mường tượng đến giống như ăn mày mà cũng như là băng đảng khai bang, nhưng mà họ là những người tốt và luôn luôn bảo vệ cho chúng ta chống những cái gọi là kẻ xấu đó anh. Ngoài ra cái loại lợi khuẩn này có thể giúp gia tăng cái sức đề kháng tối đa. Vì chúng ta biết đó là vi khuẩn có thể đến từ vi khuẩn và virus có thể đến từ thức ăn nè, và cái sự quân bình của những cái vi khuẩn xấu và tốt đó, thì nó sẽ ảnh hưởng trong cái đường ruột của mình. Và ngoài ra cái loại vi khuẩn này có thể giúp tăng sức đề kháng, giảm đầy hơi, giảm mỡ xấu, hỗ trợ giảm cân và giúp tiêu hóa thức ăn. Nó còn hỗ trợ cái năng lượng và tinh thần vì nó tạo ra một cái môi trường ổn định cho việc sản xuất ra các loại hormone tạo cảm giác hạnh phúc đó anh. Vì mình biết là cái hormone hạnh phúc được tạo ra trong cái hệ tiêu hóa. Cảm ơn Dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều. Trong tay Văn đang cầm cái lọ Probio mà Dược sĩ Đoan Trang vừa nói, các anh chị thấy đấy, Probio là một cái sản phẩm nó rất bình thường, giá nó cũng không phải là cao lắm, nhưng mà nó đã giúp Văn cải thiện cái bệnh đau dạ dày như đã chia sẻ ở phần trên. Cách đây 5 năm khi mà bắt đầu cái kinh doanh này thì Văn chỉ uống hết con nửa cái nọ này thôi các anh chị ạ, thì đã dừng hẳn, không phải dùng cái viên thuốc đặc trị mà uống vào mỗi buổi sáng nữa. Và suốt từ đó đến nay là Văn có thể ăn các loại thức ăn có bơ rồi có format, mà mình uống cà phê hàng ngày, mình uống mấy cốc cà phê này, mình ăn cay, rồi đôi lúc mình cũng có uống tí bia rượu mà nó không bị đau như trước nữa, cái dạ dày mình nó khỏe hẳn. Phải nói đây là một cái sản phẩm rất là nhỏ, một cái lợi ích rất là to lớn các anh chị. Mấy năm nay thì trong tủ lạnh nhà Văn lúc nào cũng có vài ba cái lọ Probio này để phòng khi mà có ai đó bị đầy bụng, bị ở hơi hoặc là bị tiêu chảy, dùng đều là tốt cả. Và Đoan Trang, Dược sĩ Đoan Trang vừa nhấn mạnh là trong mỗi một cái viên này nhỏ này nó có tới 2 tỷ cái con lợi khuẩn các anh chị, mà ở trong cái môi trường thay đổi cái độ pH với độ axit trong dạ dày, dù rằng thay đổi thế nào nó vẫn sống tồn tại được, nó hơn hẳn tất cả những cái loại viên, một loại những loại sản phẩm khác ở trên thị trường, tại vì nó sống các anh chị, nó còn sống. Rồi xin Đoan Trang có thể chia sẻ tiếp theo là còn sản phẩm nào nữa có thể hỗ trợ tích cực cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta? Dạ vâng anh, một sản phẩm tiếp theo có thể hỗ trợ tích cực cho đường tiêu hóa là sản phẩm gọi là Digest Formula. Nó giúp ngăn ngừa và làm giảm bớt các triệu chứng khó tiêu thường xuyên, giúp cơ thể mình tiêu hóa được tốt hơn đó anh. Đây là một sản phẩm được thiết kế với các thành phần hỗ trợ tiêu hóa, nó ngăn chặn và làm giảm các chứng giống như là đầy hơi và khó tiêu. Với một cái công nghệ chiết xuất hoạt chất rất là đặc biệt từ những củ gần nè, được chuẩn hóa đến 5% gọi là cái hoạt tính mà ginger oils và chiết xuất từ lá artiso, được tiêu chuẩn hóa cái hàm lượng đạt đến 15% cái chất mà acid capsaicinic,
nó gấp 3 lần cái hàm lượng của hầu hết các sản phẩm Artiso hiện có ở trên thị trường Mỹ đó anh. Dạ. Wow. Ngoài ra ngoài cái hai thành phần nguyên liệu trên mà em mới vừa nêu ra đó, cái digestive formula nó còn sử dụng ba hoạt chất đặc biệt khác có tính năng chuyển hóa đạm và có thể hoạt động hiệu quả ngay tại môi trường pH, pH biến động trong cái đường tiêu hóa cũng như sự thay đổi của pH trong trong cái dạ dày của mình trước và sau bữa ăn. Cái công thức tiêu hóa này giúp giải quyết nguyên nhân số 1 của những cái chứng khó tiêu và các các men tiêu hóa này ở trong cái sản phẩm này sẽ giúp hỗ trợ cho cái việc sản xuất các nội tiết của mật được diễn ra một cách bình thường và đảm bảo duy trì các chức năng giống như gan, mật và nó hỗ trợ, nó giúp ngăn ngừa tình trạng buồn nôn do ăn uống quá nhiều, nó giúp giảm cái áp lực của cái cơ thể ruột, cái cơ chế ruột mình và giúp cho tiêu hóa được thuận vị lợi hơn. Có đôi lúc mà chúng ta ăn nhiều mà chúng ta không biết, giống như có nhiều khi câu chuyện như thế này, có một cái cô đó anh, em biết mà bước vô một cái cửa hàng mua một cái bánh pizza. Mua xong thì cái người bán hàng hỏi là cô muốn cắt ra 6 phần hay là 12 phần. Thì cái cô vội khua tay liền nói không, chỉ 6 phần thôi. Tôi làm thế nào mà ăn đủ 12 phần, ăn thể mà ăn hết 12 phần chứ? Có nhiều khi là chúng ta ăn mà chúng ta rất là nhiều thức ăn ha, và có nhiều khi cái phần chúng ta ăn mà chúng ta coi cái đó là ok, nhưng mà có nhiều khi người ta nói ăn ít nhưng mà ăn nhiều lần hơn là mình ăn một cái phần lớn mà một lần thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình. Ăn quá nhiều mà không biết. Bác sĩ Chấp được tóm được lại một một cái hiểu biết rất là quan trọng mà vừa rồi dược sĩ Trang Đoan Trang có chia sẻ, đây là tại sao cái sản phẩm Vitrace Formula vừa rồi nó đặc biệt là vì cái hàm lượng của các cái hoạt chất đặc biệt của nó cao gấp 3 lần bất cứ một cái sản phẩm tương tự nào hiện có trên thị trường Hoa Kỳ. Hơn nữa là ba cái hoạt chất đặc biệt khác nó có thể hoạt động tốt ngay ở trong cái sự biến đổi của cái nồng độ axit và cái độ pH ở trong dạ dày trước và sau khi ăn, tức là trước khi ăn thì cái nồng độ nó khác mà sau khi ăn vào thì cái nồng độ nó khác, mà những cái hoạt chất đó nó vẫn có thể mà hoạt động tích cực ở trong cái môi trường đó. Hay quá anh chị. Dược sĩ có thể cho biết thêm là còn sản phẩm nào có thể hỗ trợ cái hệ tiêu hóa của chúng ta nữa? Dạ, thưa anh và các anh chị và các bạn nha. Thì giống như ở trên mình đã chia sẻ, những cái áp lực căng thẳng trong cuộc sống cũng có ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa, và chúng ta có sản phẩm để hỗ trợ là cortisol anh. Cortisol thì bao gồm các thành phần đặc biệt được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên từ vỏ cây mộc lan nè. Chúng ta có thể trong văn hóa của chúng ta nghe nhiều về cây mộc lan, chiết xuất độc quyền chất theanine từ lá trà xanh, rồi nó có những cái chất gọi là thiên nhiên của cortisol đó anh, là giống như là beta cytosterol và những chất giống như là phosphodiesterone, nó giúp kiểm soát cái sự cân bằng của cái cortisol thì trong cơ thể mình, trực tiếp trong máu của mình á, giúp mang lại cái cảm giác hạnh phúc và thư giãn. Vì trong cái cơ thể của mình nó thường thường á là cái chỉ số mà cortisol trong máu của mình cỡ chừng 6 cho tới 23 microgram. Nhưng mà nếu mà cái con số đó, khi mà chúng ta gặp áp lực trong cuộc sống hay là chúng ta căng thẳng hoặc là chúng ta bị một cái vấn đề gì đó, thì cái tỷ lệ đó nó có thể lên hoặc là nó xuống ha. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà có thể giúp gọi là cũng như là điều độ cái chất lượng đó cho chúng ta. Wow, hay quá. Hôm nay chúng ta học được một kiến thức mới rất là thú vị các anh chị. Rất là quan trọng là nó có cái sản phẩm Cortio, nó có thể hỗ trợ điều tiết cái tác động vào cái hệ tiêu hóa mà còn giúp con người ta có cái cảm giác là hạnh phúc và thư giãn. Cho nên là người ta có thể nói là gì, mình có thể bằng lòng hoặc mình có thể yên bụng. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất nhiều. Còn có sản phẩm nào nữa không? Dạ có anh. Tuần trước là đa số các anh chị mình đó, anh nhớ không, mình có chia sẻ về cái sản phẩm rất là đặc biệt của Pharmanex, đó là age lock youth, hay còn được gọi là white span. Age là tuổi, lock là khóa, khóa lại duy trì cái tuổi thanh xuân cho mình. Thì hồi nãy giống như em vừa nêu trên á, thì khi mà cái cơ thể, cái hệ tiêu hóa của mình bị lão hóa thì nó sẽ gây ra rất là nhiều cái gọi là cái triệu chứng bệnh ha, và ảnh hưởng đến toàn diện cái cơ thể mình cũng như trong cái vấn đề hấp thụ. Thì ra cái sản phẩm này sẽ nó tác động youth hoặc là white span,
tác động vào đến cách biểu hiện gen cho mình. Nó giúp trẻ hóa toàn bộ các cơ thể, các cơ chế cơ bản của cơ thể, trong đó có các cơ chế đặc biệt liên quan đến cái hệ tiêu hóa, là cái cơ chế thanh lọc độc tố hệ thống và phản hồi cái áp lực stress tế bào, cơ chế điều tra, và nó có cái cũng như là nó tăng cái cơ chế điều hòa trao đổi chất đó anh, cũng như là nó làm cho cái cơ chế nó gia tăng lên, và quan trọng nhất là cái cơ chế điều tiết cân bằng hệ miễn nhiễm, nó hỗ trợ cho sự khỏe mạnh trẻ trung của hệ tiêu hóa. Và kế đến anh là LifePak. Dạ, LifePak là một cái sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa thông qua việc bổ sung các vitamin nè, các chất khoáng, vi lượng nè anh, và dưỡng và những cái dưỡng chất rất là cần thiết cho cái cơ thể. Nó cung cấp các thành phần hỗn hợp giống như là keratin đa dạng, nhiều chất flavonoid và các chất chống oxy hóa như là acid alpha lipoic, resveratrol và cái quercetin mà cái cơ thể mình thường thiếu trong cái chế độ ăn uống hàng ngày, thiếu khoa học đó anh. Và cái LifePak này nó giúp thúc đẩy toàn bộ cái mạng lưới phòng thủ chống oxy hóa và bảo vệ chống lại những cái thiệt hại do gốc tự do, và nó giúp trẻ hóa cái hệ tiêu hóa của mình, duy trì được cái chức năng hoạt động tối ưu. Dạ. Còn kế tiếp nữa đó anh là mình có Marine Omega. Đây có thể nói là một cái sản phẩm đầu tiên với hỗn hợp bổ sung dầu nhuyễn thể trên thị trường, và nó cung cấp cho mình EPA đó anh, và cái DHA, DHA hoặc là EPA từ hai nguồn dầu cá siêu tinh khiết, được kiểm tra là không có độc tố và chất ô nhiễm và kim loại nặng ha. Và đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời với những lợi ích có hoạt tính sinh học cao ở dạng phospholipid độc đáo, quan trọng để nó hình thành và bảo vệ những cái mảng thần kinh đó anh. Và cũng như là được nó được nhằm vào cái mục tiêu sử dụng trong giúp cho não bộ mình và những cái màng tế bào trên khắp cái cơ thể mình, và đặc biệt là cái màng tế bào của cái hệ tiêu hóa đó anh. Và cái nó chứa chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, giống như những cái chất mà keratin mà nãy em có nêu trên á, và một cái chất flavonoid độc đáo và đầu tiên mà họ chiết xuất ra được từ những cái loại cá, không phải là từ cái nguồn loại thực vật hoặc là rong biển. Và cái sản phẩm này có một cái ưu việt nữa, đó là nó có cái hương vị vani và dầu chanh rất là tự nhiên, và cái mùi hương thơm rất là dễ chịu và giảm tối đa cái hương vị tanh đó anh. Còn một số đặc biệt, một sản phẩm mà em rất là yêu quý mà có thể là rất là nhiều người cũng đã nghe tới, đó là một sản phẩm có thể dùng cho mọi lứa tuổi, đó gọi là G3 hoặc là mình hay gọi là G3 nước gấc đó anh. Và cái G3 này đó là cái sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường với cái dạng nước ép trái cây gấc và kết hợp với ba loại quả chín khác giống như dứa nè, Siberia nè, câu kỷ tử nè, và chili. Nó hoàn toàn là những cái dòng dinh dưỡng mà từ cái nước ép 100%, tức là không có pha những cái chất khác ở trong, gọi là những cái gọi là concentrate, những cái chất khác vô. Và nó có cái màu đỏ cam độc đáo, và nó có để nó biểu thị nó cái màu cam độc đáo đó là cái hàm lượng lipocaratin, và có thể là không tìm thấy trong các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nha. Dạ, đây là một cái dòng sản phẩm gọi là rất là đặc biệt. Cái hương vị nó rất là tuyệt vời, có những cái chất chống oxy hóa bổ sung cho chế độ ăn uống, nó bảo vệ cái DNA của mình, cái ADN của mình, làm chặn cái tác động của cái gọi là quá trình lão hóa, nó hỗ trợ trẻ hóa cái tế bào mình, hỗ trợ cải thiện những cái chức năng hệ miễn nhiễm của cơ thể, tăng cường khả năng phòng chống tác hại của quá trình oxy hóa và những cái sự tấn công của gốc tự do làm tổn thương đến những cái tế bào, và hỗ trợ cái nó làm trẻ hóa và hỗ trợ trẻ hóa cái tế bào mình, giúp cái ruột già mình hoạt động tốt hơn đó anh, và không nó không có tích trữ. Tại vì khi mà cái ruột già mình nó không có hoạt động tốt thì cái quá trình mà hấp thụ nó bị chậm đi, và nó sẽ cũng như là nó hấp thụ lại nhiều nước, nó hấp thụ hơn nước, thì những cái phân đó nằm ở cái vị trí đó và không được thoát ra ngoài sớm.
Thành ra đó là lý do tại sao mình bị bón đó anh. Dạ, thành ra nó ngăn ngừa cái táo bón cho mình với cái latex, sản phẩm latex này. Những sản phẩm trên đây đó anh có tác động tích cực hỗ trợ và làm chậm đi cái tiến trình lão hóa, nó giúp chức năng hệ tiêu hóa, cái hệ tiêu hóa mình hoạt động một cách lành mạnh và nhịp nhàng hơn để ngăn ngừa những cái biến chứng trong cái hệ tiêu hóa và nâng cái sức đề kháng của mình lên đó anh. Dạ. Wow, tuyệt vời. Văn xin tóm lại những cái sản phẩm mà dược sĩ Đoan Trang vừa chia sẻ nhé, để cho một số các anh chị mình nắm được, một số người mà chưa có thuộc cái tên cái sản phẩm ấy. Cái sản phẩm thứ nhất là dược sĩ Đoan Trang chia sẻ là Probio, đó, là cái hộp nhỏ này. Sản phẩm thứ hai là Dickes Formula, phải không ạ? Sản phẩm thứ ba là Cortitro, tức là kiểm soát cái lượng cortisol ở trong máu. Sản phẩm tiếp theo là Lipark. Tiếp theo nữa là Omega, còn gì nữa nhỉ? Tiếp theo nữa là là Omega dầu cá và nước G3, cái nước mà nó mình người Việt mình thường gọi là nước gấc. Thì đấy là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều đã chia sẻ những cái kiến thức khoa học thưởng thức một cách rất là chi tiết và dễ hiểu. Như vậy thì chúng ta đã biết rõ những cái kiến thức cần biết về hệ tiêu hóa và những cái sản phẩm hỗ trợ bản thân Văn và gia đình thì đang sử dụng những sản phẩm này 5 năm nay rồi. Không những nó giúp cho sức khỏe toàn diện được tốt hơn, mà đặc biệt nó giúp cho hệ tiêu hóa của cả gia đình đều rất là khỏe mạnh. Nó trở thành những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe các anh chị và phòng tránh bệnh tật cần thiết ở trong gia đình mình. Dược sĩ Đoan Trang có cái lời nhắn nhủ gì cho anh chị em đang theo dõi cái buổi phỏng vấn này không? Dạ thưa anh và các bạn, là trong gia đình chúng ta đó anh, nên có sẵn ít nhất là một vài sản phẩm mà em nêu trên đó để hỗ trợ cái hệ tiêu hóa một cách tối ưu. Và giống như mà chúng ta đã có nói ở lúc đầu đó anh, đây là những cái dòng sản phẩm để hỗ trợ, không có tính cách để chữa trị. Dạ, nhưng mà khi mà chúng ta dùng nó sẽ bảo vệ sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Và lẽ dĩ nhiên khi mà chúng ta có những triệu chứng mà chúng ta cần phải đi gặp bác sĩ mà chúng ta không có thể nào khắc phục tại nhà ha, thì ví dụ giống như là trong máu mình có chất thải, mình giảm cân mà không có chủ đích, mình bị đau dữ dội khi đi tiêu, mình bị nôn nhiều, mình thường xuyên bị tức ngực hoặc là nôn mửa, chất nôn của mình nó mửa của mình nó màu xanh lá cây hoặc là màu vàng, hoặc là nó có máu ở trong đó, hoặc là mình bị khó thở sau khi mình ói mửa, mình bị đau ở miệng hoặc là cổ họng khi ăn, hoặc là mình gặp khó khăn khi mình nuốt đồ ăn á anh, hoặc là mình có táo bón mà nó bị kéo dài hơn là 2 tuần, hoặc là những cái tình trạng, những cái triệu chứng mà mình cảm thấy nó bất bình thường là mình nên đi bác sĩ. Dạ. Wow, tuyệt vời. Mình dùng những dòng sản phẩm hỗ trợ anh. Dạ. Cảm ơn dược sĩ Đoan Trang rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm tham khảo cái chương trình phỏng vấn ngày hôm nay của GIP trên Facebook Live. Chúng ta rất là may mắn có những cái phương tiện hỗ trợ ở trong cái hệ thống của GIP toàn cầu để vừa giúp cho mọi người có thể mà liên kết với nhau để mà vừa học hỏi cũng như là vừa chia sẻ những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Xin mến chúc cho tất cả mọi gia đình đều được bình an ở trong cái mùa dịch bệnh này, và cũng cầu mong cho cái dịch bệnh nó sớm qua. Xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những chương trình chia sẻ tiếp theo trên Facebook Live hoặc trên Zoom của GIP toàn cầu. Xin cảm ơn và mến chào các anh chị. Chào Dạ, anh Trang nhé. Cảm ơn em. Dạ, chào anh ạ.